Hello, xin chào những người bạn ở kia ba. Ai trong chúng ta cũng mong muốn mình trở nên tích cực hơn, ai trong chúng ta cũng mong muốn là mình có những ngày thật là tuyệt vời, thật là năng lượng, thật là vui vẻ. Thế thì có bao giờ bạn thắc mắc là làm thế nào để có điều đấy không ạ? Bạn có bao giờ thắc mắc là rằng là cùng một vấn đề xảy ra trong cuộc đời này, cùng là một ngày trời mưa giống như nhau, nhưng tại sao lại có người trở nên bực tức và khó chịu vì trời mưa, nhưng có người trở nên hạnh phúc vì trời mưa? Và có bao giờ bạn thắc mắc là tại sao một số người nào đó chúng ta ở bên cạnh họ chúng ta cảm thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc, nhưng có những con người mà chúng ta ở cạnh họ chúng ta cảm thấy cuộc đời thật là tăm tối? Thì làm thế nào để cho cuộc sống của mình luôn tràn đầy năng lượng, làm thế nào để cho mình có thể vui vẻ được? Cái cuộc sống này luôn luôn nó có hai mặt tiêu cực và tích cực, cái sóng gió và cái may mắn nó luôn đến với nhau đúng không? Cái gì có hai cực. Thế thì quan trọng nhất ấy, tại sao lại có cái người mà họ trở nên thành công hơn, hay là có người trở nên vui vẻ và lúc nào họ trở nên năng lượng, và có những người lại cảm thấy đau khổ hơn suốt ngày, nhìn mặt họ đã cảm thấy đau khổ rồi? Và điều quan trọng ấy là bạn muốn đau khổ hay là muốn hạnh phúc đúng không? Hạnh phúc, đau khổ nó là một trạng thái. Và trong ngày hôm nay thì Kim Bà sẽ chia sẻ với bạn cái cách để chúng ta có thể quản trị được cuộc sống của mình, chúng ta có thể quản trị được cảm xúc của mình thông qua những cái bài học, những cái bí quyết cũng như là những cái lời khuyên để các bạn có thể thay đổi được cuộc sống của mình. Làm huấn luyện viên yoga ấy, công việc của mình đó là giúp cho học viên mình trở nên hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và tinh thần tràn đầy hơn. Nhưng các bạn để ý rằng ấy, công việc này ấy, khi mà học viên đến với mình, họ có thể gặp một vấn đề nào đó, cơ thể họ yếu đuối, tinh thần không được thoải mái, sau đó một thời gian ở cạnh mình họ năng lượng hơn, nhưng bản thân mình là vấn đề. Bạn hình dung một ngày mà tiếp xúc với hàng chục người mà người ta cứ than vãn ở cạnh mình, các bạn thấy khổ không? Tớ cũng khổ lắm. Nhưng mà thông qua những cái kỹ thuật, thông qua những cái kiến thức trong quá trình tập luyện yoga cũng như cái cách để chúng ta có quản trị cảm xúc của mình, thì cái bà mới có thể tăng động được như này. Do vậy thì mình muốn chia sẻ lại cho bạn để bạn có thể áp dụng được vào cuộc sống của mình cũng như thể giúp được cho những người xung quanh. Thì trước tiên ấy, cái cảm xúc tích cực là một trạng thái hưng phấn trong chính cơ thể chúng ta, và nó được cấu thành bởi nhiều các cái vấn đề khác nhau, nhưng chung quy lại ấy, thì chúng ta sẽ có ba vấn đề chính. Và thông qua mỗi vấn đề này, chúng ta sẽ có những cái cách luyện tập và cách phân tích vấn đề để mình có thể thay đổi được cảm xúc của mình. Để mỗi khi mình biết rằng là cái điều này nó đến với mình, nó sẽ làm cho mình trở nên khó chịu, nó làm cho mình bực tức hay làm cho mình bị stress, bị tiêu cực đi, thì mình sẽ có những cái cơ chế để phòng vệ. Giống như là một cái cơ chế an toàn tự nhiên ấy, một cái chuông báo động chẳng hạn ấy, nó biết là nguy hiểm phát là nó sẽ báo động. Hay giống như cái phanh xe, chúng ta biết là chúng ta gặp nguy hiểm chúng ta phanh lại để cho dừng lại chẳng hạn. Thì cảm xúc của chúng ta vẫn phải cần có những thứ để trang bị, và điều này phải luyện tập, luyện tập, luyện tập. Một số người thì có thể là cho quá trình sống quá lâu, ngã nhiều nên tạo thành kinh nghiệm. Nhưng với những người trẻ chúng ta thì chúng ta có thể hoàn toàn học hỏi điều này một cách nhanh chóng hơn. Thì bạn có thể ghi xuống và tương tác với Kim Ba để chúng ta có thể tích cực hơn nhé. Cái yếu tố đầu tiên để cho chúng ta có một trạng thái thoải mái hay là một sự tích cực trong cuộc sống, thì đó là cái khía cạnh đầu tiên ấy, đó là trạng thái thân thể của chúng ta. Các bạn hình dung như này, trạng thái thân thể sẽ quyết định cảm xúc của bạn. Bạn không thể nào ngắm một bầu trời trong xanh, một bầu trời có thể trong xanh đẹp rực rỡ, nhưng một người là một người đang ốm và một người đang khỏe mạnh, chắc chắn cảm xúc nó khác nhau đúng không bạn? Bạn có nhìn bầu trời bãi biển đẹp mênh mông nhưng bạn lúc đấy đang sốt, đang ốm, đang cảm, thì làm sao chúng ta sẽ cảm nhận được? Thế đây, bài học đây chính là cái việc là yếu tố cảm xúc của chúng ta nó đến từ cái trạng thái cơ thể chúng ta. Một cơ thể khỏe mạnh thì chúng ta mới có thể có cái trạng thái hưng phấn được, hoặc là vui vẻ được, chứ không ai đang ốm mà cảm thấy yêu đời được, khó lắm. Nằm trên giường bệnh chả gì để yêu đời cả, chán chết được ấy. Chính vậy thì cái điều gì đang bạn áp dụng để cho sức khỏe của mình đi lên thì bạn áp dụng hết vào cho mình. Ví dụ tập luyện, ăn uống, uống nước đầy đủ đúng không? Thói quen, nếp sống, sinh hoạt chúng ta, rượu bia, cảm xúc, chúng ta thay đổi các cái trạng thái đấy để làm sao giữ gìn cho cái cơ thể mình nó khỏe mạnh hơn, thì bạn mới có thể cảm thấy tích cực được. Nhưng mà một yếu tố khác nữa trong trạng thái thân thể thì cái bà chia sẻ đến các bạn, đó là khi mà chúng ta gặp một cái cảm xúc khó chịu, một cái điều gì đó trong cuộc sống ấy, thì thường ấy, các bạn để ý xem là cái dáng đứng của mình, cái dáng đứng của mình ấy, nó thường hơi co ro lại. Cái dáng đứng của chúng ta nó tạo lên cảm xúc của chúng ta. Các bạn để ý được khi nào chúng ta cảm thấy mệt mỏi, ví dụ như nhất là cái tầm tan tầm chiều đi về chẳng hạn ấy, lưng chúng ta gù lại, hơi thở thì chậm lại, đi xe máy hoặc đi ô tô người khom lại, chúng ta cảm thấy rất là chán. Nhưng mà bạn thử thay đổi trạng thái thân thể mình bằng cách là đẩy ngực thẳng lên, giữ cho cổ mình thẳng, hơi đẩy ngực lên, hít thở sâu vài hơi, bạn thấy cảm thấy rất là dễ chịu đúng không? Cũng giống như là chúng ta đứng trước bãi biển ấy, có ai đứng trước bãi biển mà co ro này không? Đứng trước bãi biển chúng ta phải giang tay ra này, chúng ta hét lên này, thì cái đấy chính là thay đổi cái trạng thái thân thể của chúng ta. Mỗi khi mình cảm thấy cái cảm xúc nào đó nó khó chịu mình, thì một vài cái động tác tập luyện hoặc một động tác nó sẽ làm thay đổi cái trạng thái cảm xúc của chúng ta. Ví dụ như này, đây là tư thế dang rộng vòng tay. Chúng ta thường hay đón nhận điều gì, ai đó đón nhận, ôm ai vào lòng chúng ta giang tay đúng không? Hoặc đứng trước bãi biển, đứng trước một đỉnh núi chúng ta giang tay, chúng ta cảm thấy rất là thoải mái, dễ chịu, kiểu như là quyền lực ấy. Thì đây là một tư thế, gọi là một tư thế ảnh hưởng sức khỏe của chúng ta, ảnh hưởng trạng thái của bạn. Mỗi khi bạn cảm thấy khó chịu, hãy thử giang tay ra, vênh mặt lên một cái, yêu đời ngay nhá. Hoặc là tư thế này, đây là tư thế gọi là winner, tư thế của người chiến thắng. Mỗi khi các bạn cảm thấy yếu đuối,
bạn cảm thấy sợ sệt một cái điều gì đó, ví dụ chuẩn bị phải lên phát biểu một cái bài gì đó chẳng hạn, sợ, hít một hơi thật sâu, vươn căng tay lên, bạn thấy cái bình tràn đầy năng lượng, đúng không? Cái Superman hay các thứ là người ta hay đứng kiểu này, hoặc là Wonder Girl hay đứng kiểu này, đúng không? Thì đây là những cái trạng thái mà chúng ta thay đổi phát thì mặc định người chúng ta tỉnh táo hơn rất là nhiều, hay là tư thế này chẳng hạn. Hay không? Thì đó là những cái mẹo để chúng ta để thay đổi cái trạng thái cơ thể của chúng ta. Hãy thử làm động tác đi. Bạn thử xem video, bạn thử giơ tay phát và đẩy ngược lên cái, mình cảm thấy tự tin không? Người mình kiểu như tràn đầy năng lượng ấy. Thì khi bạn đẩy lên phát, cơ thể chúng ta sắp xếp một khoa học một cách tự nhiên và bạn cảm thấy tích cực hơn và dễ dàng vượt qua nỗi sợ, những cái căng thẳng, những cái cảm xúc tức chế trong cuộc sống của chúng ta. Thì đó là cái thay đổi trạng thái về thân thể của chúng ta. À, có rất nhiều cái mẹo khác nhau, nhớ quan trọng nhất nhé, nó phải thay đổi cái sức khỏe của mình, tất cả các thói quen gì từ tập luyện, ăn uống, rượu bia, môi trường chẳng hạn, thì thay đổi cái điều đấy. Và chúng ta bước sang cái yếu tố thứ hai mà bạn có thể là thay đổi cái cảm xúc của mình trở nên tích cực hơn, vui vẻ hơn trong mỗi ngày ấy. Đó chính là những cái điều mà bạn tập trung mỗi ngày. Tôi có thể lấy ví dụ như này, bạn thấy xem nhé, cùng một vấn đề trời nắng, nhưng nếu bạn nhìn cái vấn đề trời nắng ở góc độ tiêu cực, nó sẽ khác góc độ tiêu cực. Nó thú vị lắm. Ví dụ như trời nắng thì có người nhìn thấy trời nắng họ lại cảm thấy wow, thật là tuyệt vời, thật là ấm áp. Nhưng có người bảo trời ơi, nắng cháy hết da tôi rồi, khó chịu quá. Thế thì việc trời nắng hay trời mưa nó vẫn giống nhau thôi. Do chúng ta tập trung vào điều gì thì chúng ta sẽ tạo ra cảm xúc điều đấy. Hay lấy thêm một ví dụ này cho các bạn dễ hình dung hơn này. Ví dụ chúng ta đi đám cưới chẳng hạn, đi đến một tiệc đám cưới, thì cái nhiệm vụ chúng ta đến đám cưới là chúng ta chúc phúc cô dâu chú rể, đúng không? Thế thì có người mà tập trung vào cái việc là cái sự có mặt của mình ấy là góp mặt cho sự hạnh phúc của cô dâu chú rể, thì chúng ta đến đấy có ăn hay chụp ảnh hay là đón tiếp mặc kệ, chẳng ảnh hưởng gì cả. Sự góp mặt của mình làm cho hạnh phúc cô dâu chú rể mà. Nhưng có người họ đến tập trung vào món ăn. Thế thì nếu món ăn ngon thì họ vui, không ngon họ không vui. Thế đó là một cái ví dụ đấy. Hay là họ tập trung vào chiếc váy của cô dâu, không phải có váy đẹp thì họ cảm thấy vui, hoặc là họ soi rồi đủ kiểu cô dâu trang điểm già quá, hoặc mẹ cô dâu trẻ quá, kiểu ABC rất nhiều lắm, hoặc là không ai đón tôi chẳng hạn ấy. Thì những cái điều bạn tập trung vào sẽ tạo ra cảm xúc của mình. Thì mình hiểu rằng là cảm xúc của mình đang bị ức chế và khó khăn hoặc là không thoải mái, thì mình tự hỏi bản thân mình là ủa, thế thì mình đến cái tiệc này mình đang tập trung vào điều gì? Mình đến để ăn à? Tất nhiên có những người cứ đến để ăn không sao cả, nhưng quan trọng là mình cảm thấy khó chịu vì miếng ăn đấy, nên mình thử thay đổi cái điều mình tập trung là mình đến đây để chúc phúc cho cô dâu chú rể, mình đến đây ngồi đây là hạnh phúc rồi, sự hiện diện của bạn này là hạnh phúc của tôi cơ mà, chứ không phải sự hiện diện của bạn để ăn món ngon ăn đâu. Thì đấy là cái chia sẻ của Kiba thôi, nhưng là chúng ta chỉ có cái mẹo. Hay thêm một ví dụ này cho dễ hình dung trong câu chuyện tập trung này. Cũng như trên con đường, bạn sẽ thấy tắc đường là khó chịu, đúng không? Tắc đường khó chịu. Nhưng nếu mà tắc đường rồi thì khó chịu thì bất thì tắc thì vẫn tắc thôi, chứ bạn làm sao giải tán được đám đông. Chỉ có đợi là hết tắc, hoặc là đi đúng làm một chút nữa hết tắc thì xong, ngày mai rút kinh nghiệm đi trường đường khác. Nhưng nếu mà chúng ta hiểu rằng là cái việc tắc đường này làm cho mình rất là khó chịu, thì bạn thử tập trung trên con đường đấy, có cái điều gì vui trên con đường đấy không? Bạn thử tìm kiếm xem cái niềm vui trong lúc tắc đường chẳng hạn. Nếu tắc đường chúng ta bật nhạc lên chúng ta nghe, hoặc là chúng ta ngắm đường phố, đủ thứ. Nghĩa là cùng trên một con đường giống nhau, một người sẽ nhìn thấy một đống rác ở trên đường thì họ cảm thấy là sao cái đống rác này nó bẩn đấy, sao đường này mọi người lại ý thức kém như thế, thì nó làm cho chúng ta cảm giác rất là khó chịu. Nhưng bạn thử nhìn ngước lên bầu trời xem, biết đâu bầu trời trong xanh bạn cảm thấy hôm nay bầu trời đẹp thật. Và khi nhìn thấy thứ đẹp thì chúng ta đẹp. Hoặc là nếu mình con trai chẳng hạn tắc đường thì mình soi xung quanh xem cô là xinh xinh không, mình nhìn ấy, nhìn người khác xinh đẹp là chúng ta cũng tích cực lên mà. Còn cái việc đường tắc thì có than hay không than thì vẫn tắc thôi, chả ảnh hưởng gì cả. Thì đấy là một cái mẹo. Hay là ví dụ đến học lớp học này chẳng hạn ấy, mình cùng đi đến một cái lớp học này, mình là giáo viên dạy mà, đến lớp thì có hôm đông có hôm vắng, chuyện rất bình thường, ảnh hưởng gì đâu. Trời mưa thì tất nhiên là người ta nghỉ rồi, chuyện rất bình thường. Thế thì nhiều khi học viên họ đến ấy, họ hay bảo là hôm nay vắng nhỉ. Thế các bạn thấy không? Vắng nhỉ là một cái trạng thái mà họ tập trung vào việc là có ít người trong lớp quá. Thế thì cái việc vắng làm cho họ tụt năng lượng. Nhưng mà với người giáo viên như mình phải định hình vấn đề là cái câu này là câu làm cho tụt năng lượng, không chấp nhận được. Mình hay thường chia sẻ, mình động viên họ này. Trên 2 học viên là số nhiều rồi, mà thầy giáo lại còn tên là Kim Ba nữa, mặc định một mình là số nhiều, 2 người là số nhiều, lớp đang rất đông. Đấy là điều chúng ta tập trung vào. Thế thì chúng ta tập trung đến đây để tập, thì vắng hay không vắng thì giáo vẫn dạy mà, đúng không? Nhưng mà ít quá tập chán, không có năng lượng đi về, thế cái điều đấy nó làm cho mình ảnh hưởng đến cái tinh thần của mình rất là nhiều. Thì đó là cái mẹo mà chúng ta để thay đổi, đó là thay đổi cái góc nhìn của chúng ta, thay đổi cái điều chúng ta tập trung vào. Cùng nhìn một vấn đề nhưng chúng ta thử nhìn sang vấn đề khác, hoặc chúng ta hỏi là có cái điều là đẹp trong vấn đề này không, có cái
cái gì cảnh nào đẹp trên con đường này không, có cái gì ngon trong quán ăn xấu này không chẳng hạn, có cái điều gì mới làm cho chúng ta không. Như là bản thân chúng ta phải xây dựng cho mình cái sự tìm kiếm cái sự tích cực chứ không phải tìm kiếm sự tiêu cực. Cùng bật trên một bài báo, ví dụ các bạn mở báo lên đọc hàng ngày đúng không, mở Facebook lên đọc hàng ngày, có hàng tỷ các cái tai nạn giao thông, cướp giết hiếp đủ thứ. Nhưng nếu các bạn cứ đọc mấy cái thông tin đấy thì bạn càng bị stress nặng hơn. Tại sao không tìm những cái trang liên quan du lịch, báo họ cũng sẽ đăng nhiều thứ, nhưng thứ nào làm cho mình tích cực thì mình đọc. Đừng đọc mấy thông tin kia xong sợ hãi, đi đâu cũng cảm thấy lỗi, sợ thực phẩm, sợ tai nạn giao thông, sợ thuốc, sợ Covid, trời ơi đủ thứ sợ. Sợ thế ngồi ở nhà mất. Nhưng hãy thử tìm xem trên đấy có rất nhiều cái bài báo về người tốt, việc tốt, về những mẹo vặt trong cuộc sống, về xe mới, điện thoại mới, thời trang mới, du lịch mới, ui nhiều thứ để xem lắm. Và nghe những thứ, nhìn thứ đấy nhiều chúng ta trở nên tích cực hơn. Điều gì đang tác động bạn hàng ngày nhiều sẽ tạo nên con người bạn. Và yếu tố cuối cùng thì tạo nên sự năng lượng và tích cực, đó là chính là cái ngôn từ của chúng ta. Cái ngôn từ chúng ta kể chuyện hàng ngày sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta thay đổi hơn rất là nhiều. Tôi lấy ví dụ này nhé. Cùng một vấn đề là va chạm giao thông đi, chẳng may quẹt nhẹ một cái, hoặc là mình đang đi trên đường có một bạn bán tạt qua đầu mình chẳng hạn ấy. Thế nhiều người sẽ về kể câu chuyện này, thằng đi vớ vào vẫn tạt đầu mình, bực quá vừa lại suýt ngã cậu ạ. Thế khi mình kể chuyện như thế, cái ngôn từ mình đang kể câu chuyện mà, cái câu chuyện mình kể nó cũng làm cho con người mình trở nên tiêu cực hơn, stress hơn. Nhưng cũng có một vấn đề như thế, có người khác kể sẽ cảm thấy nghe nó thú vị hơn rất là nhiều. Ôi may quá cậu ơi, vừa lấy con ông tạt qua đầu tớ, may với trình độ chuyên môn với tay lái nội của tớ né sang phải, né sang trái thì tớ chống được. Đấy chưa, ăn nhau cái là trình độ. Đi ra đường bây giờ là phải biết trình độ lái xe để tránh trường người ta tạt đầu xe mà người sinh nhan trái của họ tạt phải. Tớ nhìn cái tình trạng biết là sinh nhan trái tạt phải, tớ biết ngay là kiểu gì tạt phải. Đấy, nên tớ đoán trước. Cùng một cái vấn đề xảy ra nhưng hai người kể hai ngôn từ khác nhau, nó thay đổi hoàn toàn luôn cái vấn đề đấy. Thế vậy luyện ngôn từ là một vấn đề mà ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, ảnh hưởng đến cái tinh thần, cái sự tích cực của chúng ta đấy. Nên là mỗi khi bạn kể một câu chuyện hoặc bạn nói một điều gì đó, bạn tự hỏi bản thân mình à, cái điều tôi đang kể nó làm cho tôi có cảm xúc gì, cảm xúc tích cực hay tiêu cực. Nếu tiêu cực tôi sẽ thử thay đổi cái câu từ ra xem nào, thử nhìn một góc độ mới xem nào. Ví dụ cùng một vấn đề tạt xe, có người cảm thấy rất ức chế cái người kia, sao đi gì mà tiêu bít thế, đi gì mà ẩu thế kiểu đấy, xong rồi chửi bới làm khó chịu. Thế mình thử nghĩ những góc độ mới xem, may quá nó không đâm vào mình, nó chỉ tạt thôi, nó không đâm vào, thế là hạnh phúc trời ơi rồi còn gì nữa. Thế khi chúng ta nghĩ điều đấy là một cái may mắn, chúng ta cảm thấy thật tuyệt vời, hôm nay thật là may mắn, đúng không? Thì đó là cái ngôn từ chúng ta nói chuyện hàng ngày. Đó là lý do tại sao ấy, bạn sẽ chơi một số người ở cạnh họ, họ nói cái điều luôn luôn cái câu từ họ làm cho mình cảm thấy vui hơn. Nhưng có con người mà họ nói cái điều gì cảm thấy mệt, hay gọi là than vãn ấy, cái sự than vãn. Mà than thì có tác dụng gì đâu, đúng không? Than không giải quyết vấn đề gì cả, tìm giải pháp và khắc phục nó, rút kinh nghiệm lần sau. Thì đó là ba cái mẹo mà Kim Ba thường xuyên áp dụng trong cuộc sống của mình, đặc biệt với người công việc liên quan huấn luyện, là huấn luyện viên yoga. Thì hàng ngày mình sẽ phải va chạm với rất nhiều khác nhau, và cái năng lượng tiêu cực của xã hội này các bạn thấy rất là nhiều, đúng không? Và họ đến với mình là khao khát không chỉ là tập luyện mấy động tác này đâu, mà đôi khi ấy, họ đến đây là mong muốn tìm kiếm một cái cảm xúc nó tích cực hơn. Mà công việc huấn luyện viên mà mình không tạo ra cái vành đai để bảo vệ mình thì mình cũng trở thành con người tiêu cực giống như họ. Giống như là chúng ta tiếp cận nhiều người ốm quá, chúng ta ở cạnh nhiều người ốm, khả năng chúng ta bị ốm luôn ấy, kiểu như vậy. Thế vậy thì mình xây dựng và đúc kết cũng như là học hỏi được cái ba cái kinh nghiệm này. Một, đó là để có cảm xúc trở nên tuyệt vời hơn thì bạn phải thay đổi cái trạng thái thân thể của mình một cách thường xuyên. Giống như cái bà từ nãy giờ vừa nói vừa múa tay liên tục thì bạn cũng quan tâm chứ, cứ đứng im ngồi in một chỗ mà đọc như tụng kinh thì để các bạn ngủ mất, đúng không? Các bạn bỏ video này, không xem đến đoạn này nữa, không bỏ qua video này ngay. Và thứ hai là thay đổi cái góc nhìn của chúng ta ở một vấn đề khác nhau để tìm kiếm cái sự tích cực hơn. Và yếu tố cuối cùng đó là cái ngôn từ, cái lời nói chúng ta hàng ngày. Cái điều bạn nói hàng ngày sẽ quyết định cuộc đời của mình. Cùng một vấn đề nhưng bạn thử kể nó ở câu chuyện khác xem, bạn thử nói bằng cái ngôn từ khác xem, nó sẽ tạo ra cảm xúc rất là tuyệt vời. Và hy vọng điều này sẽ giúp cho bạn luôn luôn có những ngày tràn đầy năng lượng. Và nếu bạn thấy điều này là thú vị, đừng quên chia sẻ nó cho những người bạn xung quanh. Và đừng quên là đăng ký kênh YouTube của Kim Ba, để mỗi khi có cái điều tuyệt vời hơn, có một ý tưởng gì mới hơn thì bạn sẽ là người nhận đầu tiên. Xin chào, hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo.